Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là La Răng em mâm của dòng xe Mitsubishi Outlander Sport. Bản này là bản Outlander Sport, bản Sport, bản xe Outlander thì có hai phiên bản là Sport thì bán từ đời 2015 đến 2018. Thì đây là phiên bản Outlander Sport. Đấy thì thường ghế nó là 5 chỗ các bạn nhé. Đấy thì khi đây là La Răng hay có anh em gọi là mâm, La Răng mâm của dòng xe Mitsubishi Outlander Sport. Đấy thì hàng khi mà chúng ta chạy xe trên đường thì các bạn khi mà bị chúng ta mâm thì nó đòi hỏi độ tròn tuyệt đối, độ tròn tuyệt đối luôn. Vậy thì khi mà chúng ta chạy xe mà bị va chạm đâm va thì nó bị móp cái la răng này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay, bởi vì nếu không tròn tuyệt đối thì chúng ta không thể lưu thông xe trên đường được. Vậy khi mà chúng ta mua làm sao phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và hàng rẻ, thì các bạn nhìn hàng xịn này. Đấy, nó các bạn nhìn là có logo Mitsubishi này. Có chữ Mitsubishi có logo này, logo chìm trên sản phẩm nhé. Đấy, đây là logo này, các bạn để ý tại đây. Đây là cách các bạn phân biệt hàng xịn hàng rẻ. Đấy thì anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.